Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hướng dẫn Cuộc Sống. Ngày hôm nay kênh Hướng dẫn Cuộc Sống sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cái cách để nhận biết được là làm sao mà máy lạnh chúng ta khi mà mùa mưa tự nhiên là nó bị chảy nước trong nhà, mà trong khi trời nắng thì chúng ta sử dụng bình thường. Đây là nguyên nhân của rất là nhiều bạn gặp phải và comment cho bên mình, thì bên mình sẽ làm một cái video này ngày hôm nay hướng dẫn cho các bạn để các bạn biết được trong mùa mưa tới đây để chúng ta biết đường mà xử lý nha. Các bạn sẽ tự động xử lý tại nhà, không cần phải gọi thợ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là bên trong máy nó bị như thế nào mà nó sẽ chảy nước khi mà trời mưa nha. Rồi bây giờ chúng ta vào video. Rồi bây giờ nè các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là khi mà một cái máy lạnh lắp đặt nó sẽ như thế nào và đúng kỹ thuật nó sẽ như thế nào để nó không bị chảy nước. Và khi mà chúng ta đã tìm được những nguyên nhân nó xong rồi thì chúng ta sẽ xem được nguyên nhân nào là nguyên nhân chính để xảy ra tình trạng là chảy nước từ bên ngoài vào hoặc là từ trong máy xuống, để các bạn nhận biết được, các bạn xử lý nha. Thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu được cái máy lạnh của chúng ta là nó hoạt động đã tốt chưa, hoạt động như thế nào và vệ sinh định kỳ đầy đủ chưa, thì chúng ta mới bắt đầu đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà trời mưa nó lại chảy nước nha. Thì ở đây mình đang có một cái mẫu máy lạnh ta đang để đây, cái máy lạnh sáp nè, thì chúng ta tìm hiểu nha. Thì bây giờ đây là cái đường ống của máy lạnh. Thì khi các bạn xài máy lạnh bình thường á, thì khi mà chảy nước thì nó sẽ bị chảy nước do cái đường ống thoát nước nè, đường ống thoát nước bên trong này nè. Đó, nó sẽ chảy nước ra, nhưng mà khi nó không chảy được bên ngoài thì nó mới chảy xuống cái mí này, cái mí này, rồi nó sẽ chảy xuống bức tường của chúng ta. Nhưng mà trường hợp chúng ta đã xử lý xong rồi, các bạn đã vệ sinh sạch sẽ rồi, tất cả mọi thứ ok rồi, nhưng mà cái chỗ này nó vẫn chảy nước. Nhưng mà đặc biệt á là khi chảy nước thì chỉ có trời mưa mới chảy nước, thì chúng ta loại bỏ ra hết những cái nguyên nhân khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân mà làm sao nó bị chảy nước. Thì bây giờ các bạn xem này nha, khi mà chúng ta lắp máy lạnh á thì cái ống này nè, cái ống này nó sẽ thẳng ra bên ngoài ha, thẳng ra bên ngoài. Thì bây giờ ở đây mình sẽ kéo cho các bạn xem nó thẳng ra bên ngoài nha. Ống này bình thường nó sẽ thẳng ra bên ngoài để chúng ta xỏ ra bên ngoài. Rồi. Bình thường cái ống nó sẽ thẳng ở bên ngoài nè. Ở đây mình bẻ chưa có thẳng hết, nhưng mà ở đây mình ví dụ cho các bạn xem đi, tại vì mình vừa làm mình vừa quay á nên là rất là khó nha. Thì bây giờ cái ống này xuyên qua bên tường, thì mình đang đặt ví dụ nè, đây là bức tường nha, đây bức tường, thì cái ống này sẽ xuyên qua bên tường đấy, xuyên bên tường và cái đầu còn lại nó sẽ vô bục nóng đấy. Đây là bức tường nha. Rồi mình đặt đây nè, các bạn nhớ hiểu, đây là xuyên qua bức tường. Thì khi mà nó xuyên qua bức tường như thế này rồi á thì nó sẽ xuyên ra cục nóng, nhưng mà do là thợ lắp đặt á, người ta xuyên ra nhưng mà người ta không có bẻ cái ống này xuống, cong xuống nè. Đây nè, mình sẽ lấy một ví dụ cho các bạn xem. Đây ví dụ trường hợp khi mà xuyên ra rồi, đây nè, đây là nguyên nhân chảy nước đây các bạn. Bây giờ nè, thay vì xuyên ra rồi thì ví dụ như mà cái máy các bạn đây, nó đang nằm trên nóc nhà ha, nó đang nằm trên nóc nhà mà cục lạnh nó thấp hơn, thì khi mà xuyên ra thì thợ hay là đi bẻ ống cong lên, thì khi mà ống cong lên nó sẽ cong lên như này, cong lên như này, nó theo liền theo nè. Rồi khi mà trời mưa thì nước nó sẽ từ trên, nước nó từ trên đây nó đổ xuống đây, nó đi theo cái đường này, nó chảy vô trong máy, thì gây ra tình trạng là khi mà trời mưa nó sẽ chảy nước ở trong nhà ha, chảy nước trong nhà mình đó. Thì chỉ mưa mới chảy thôi, còn không, thông thường nó chảy máy nó cũng không chảy đâu, nên đây là một lý do. Rồi bây giờ lý do này thì cách khắc phục làm sao, đúng quy luật của chúng ta là khi mà
đâm ống ra bên ngoài, mà ống mà cục nóng nó nằm ở trên á, nóng nằm trên, thì chúng ta sẽ đi cong xuống dưới rồi chúng ta mới lên trên lại. Ví dụ như đây, các bạn sẽ từ khúc này nè, từ khúc này các bạn sẽ bẻ cong như thế này. Đây các bạn thấy không, đi ra ngoài xong rồi các bạn sẽ bẻ cong xuống. Ở đây do mình làm một tay cho nên rất là khó, cho nên các bạn thông cảm nha. Nè, từ trong đi ra ngoài bẻ cong xuống như này, thì khi mà mưa xuống đây, từ đây xuống nè, mưa từ đây xuống thì nó sẽ tới chỗ này, nó sẽ nhiễu thẳng xuống đây. Đó, đây nó sẽ nhiễu thẳng xuống đây chứ nó không có chạy vô trong máy được, tại vì nó cao hơn, khúc này nó cao hơn, không chạy vô trong máy của mình được đó. Cho nên là mình sẽ lắp như thế này để đúng kỹ thuật nha, nếu mà trường hợp máy của ta nằm trên. Nhưng mà có đôi khi cái máy, cái cục nóng ta nằm dưới luôn, nếu mà cục nóng nằm dưới á, thì bắt buộc á, là khi mà thỏ xỏ cái ống này ra đây, các bạn sẽ bẻ cúp xuống luôn, rồi mấy dòng qua cái, thường thường là cúp xuống luôn. Nhưng mà có nhiều khi á, các bạn bẻ ngang á, mà nó hơi cao xíu nè, ví dụ đây nè, bẻ ngang nè, mà hơi cao nè, thì nước nó vẫn chảy vô được nha. Đó, cho nên là lúc nào á, lúc nào các bạn cũng phải dòng xuống cho mình, cho dù cục nóng nằm đâu, các bạn cứ dòng xuống cho mình, dòng xuống đây, dòng xuống đây, xong rồi mới lên cục nóng nha. Đó, thì nói chung là video này mình sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta khắc phục. Thì bây giờ nếu mà trường hợp các bạn thợ lắp xong rồi, các bạn thợ về rồi, mà mình là trường hợp mình là chủ nhà mà mình gọi thợ lại mất công quá, nhưng bây giờ mình tự xử nha. Thì bây giờ các bạn mình chỉ cho các bạn nha. Trường hợp nè, khi mà ống đồng từ bên trong này nè, từ bên trong máy chúng ta xỏ ra, thì các bạn ra bức tường, các bạn thấy từ khúc này đi, ví dụ nha, từ khúc này thì cái ống chúng ta nó đang, trường hợp nó đang chảy nước, là thường thường là ống nó sẽ nằm cao hơn, sẽ nằm trên đây, sẽ nằm cao nè, không biết các bạn có thấy rõ không, nó sẽ nằm cao như này, cao đi ha. Thì đây là vô máy nè, nó cao hơn như thế này, thì các bạn chỉ cần cầm một cái đầu này, một tay các bạn cầm đây, một tay các bạn cầm ở khúc còn lại ở trên, các bạn bẻ cong xuống cho mình nha, cong xuống nè, các bạn cầm hai tay hai góc nè, cầm đây, tay cầm đây, tay bỏ lên, tay bỏ xuống nha, rồi bạn bẻ cong nè, đè xuống nha, đó là nó sẽ cong như này. Đó, các bạn muốn cong nhiều hơn thì nó sẽ bẻ mạnh lên, cong nhiều hơn ha. Đây, cong à. Rồi các bạn cong nhiều hơn nữa thì các bạn cứ yên vậy, các bạn đè xuống nè, giống như mình là để cong cho bạn kia nè. Thì khi mà một cái ống từ trong nhà đâm ra ngoài đó, mình bẻ cong như thế này là nước nó sẽ không có bao giờ chảy vô nhà mình được ha. Đó nè, cái đây là cái đường đi vô đây, mình làm mở cho bạn xem nha. Đấy, đây như thế này, thì một cái ống, ống của chúng ta là đây là vô trong máy lạnh nè nha, cái máy lạnh này, tới này là khúc này là bức tường nè. Đó, chúng ta sẽ bẻ cho nó cong như này, cong như này. Đó, thì nó xong không bị chảy nước. Còn bình thường lúc nãy á, là chúng ta để thẳng như này nè, thì nước nó sẽ chảy vô trong nhà, khi mà trời mưa xuống sẽ chảy vô trong nhà. Đó, đây là cách khắc phục nha. Nếu mà các bạn thợ nào á, mà lắp xong rồi mà đường ống các bạn thấy nó xéo như này nè, 100% mà nước sẽ chảy vô nhà, nên các bạn sẽ bẻ cong xuống như này, cong xuống một cái xong bắt đầu mình đi thẳng lên ha, cong xuống nó có cái độ cong nè, khi mà nước chảy xuống nè, tới đây nhiều xuống đây, cho nên là chúng ta sẽ khắc phục được cái tình trạng máy lạnh bị chảy nước khi mà trời mưa. Đây là nguyên nhân chính nha các bạn. Còn thông thường á thì các bạn sẽ xem
Nếu như máy lạnh chảy nước thì các bạn sẽ xem cái đường ống nước nha. Thì ở đây thông thường có cái đường ống nước đây, các bạn xem nó có hai bên nha, có hai bên ống nước nè. Đây là một bên ống nước này các bạn, ống nước này. Thì bình thường nó sẽ cứ gắn một cái ống nước vô đây để chảy nước ra, có khi là bên này cũng có khi là bên này, cho nên là hai bên. Các bạn kiểm tra cái ống này mà nó thông là ok rồi. Còn một nguyên nhân chảy nước nữa là do cái máng nước đây nè, máng nước đây ở phía sau nè. Khi mà nè các bạn thấy cái lỗ không? Khi cái lỗ này bị tắc nó không chảy được, nó cũng bị chảy nước luôn nha. Đây là một nguyên nhân nữa đó, cho nên là khi mà các bạn xài máy lạnh, các bạn thấy nước trong tường nhiễu xuống thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, cho nên chúng ta phải kiểm tra được. Đôi khi nó bị bó cục đá, nó bị xì ra thì nó cũng bị chảy nước nữa. Cho nên là cái này nó có rất là nhiều trường hợp chảy nước. Nhưng mà hôm nay video này mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta xử lý được tình trạng là khi máy lạnh bị chảy nước lúc trời mưa thôi, tức là trời mưa nó mới chảy nước, thì các bạn sẽ xử lý như này nha. Nó có một nguyên nhân này thôi, còn mấy nguyên nhân còn lại mình loại trừ hết rồi nha. Rồi thì video ngày hôm nay kênh hướng dẫn cuộc sống đã hướng dẫn xong cho tất cả mọi người cái cách để chúng ta tự xử lý máy lạnh khi mà trời mưa chảy nước, trời mưa chảy nước tại nhà. Cũng xong rồi, thì chúc tất cả mọi người thành công. Các bạn xem video nhớ cho mình một like, một chia sẻ, nhớ đăng ký kênh để kênh có động lực làm những video mới nhất để cho các bạn xem tiếp nha. Còn các bạn nào mà xem mà chưa hiểu thì comment bên dưới, mình sẽ làm một cái video khác hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn về cái vấn đề mà các bạn chưa hiểu nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye. Các bạn có thể xem thêm video ở trên màn hình của kênh Hướng dẫn Cuộc Sống và đăng ký kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký trên màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.